Siêu lừa gặp siêu lầy trở lại phòng vé sau cú quay xe rời lịch chiếu. Bộ phim Siêu lừa gặp siêu lầy của đạo diễn Võ Thanh Hòa từng khiến khán giả bất ngờ vì trước ngày ra rạp lại rời lịch chiếu vào phút chót. Theo kế hoạch ban đầu, Siêu lừa gặp siêu lầy được sản xuất và phát hành trong dịp Tết Nguyên đán 2023 vừa qua. Tuy nhiên sát ngày công chiếu, nhà sản xuất và đơn vị phát hành phim bỗng ra thông báo bộ phim này sẽ không ra rạp vào mùng 1 Tết Quý Mão như dự kiến, mà lùi lại đến ngày 24 tháng 3 năm 2023. Giải thích về sự thay đổi đột ngột này, phía ekip sản xuất Siêu lừa gặp siêu lầy cho biết đoàn phim mong muốn có một thời điểm phát hành phù hợp hơn cũng như tạo điều kiện để phim tiếp cận được với nhiều khán giả hơn. Đạo diễn Võ Thanh Hòa cho biết phim là đứa con tinh thần mà anh và cả ekip đã ấp ủ rất nhiều năm, song vì lý do trên nên phim buộc phải rời lịch chiếu. Tuy nhiên không phải chờ đến ngày 24 tháng 3 tới, ekip sản xuất Siêu lừa gặp siêu lầy đã quyết định sẽ đưa bộ phim này trở lại rạp chiếu vào ngày 3 tháng 3 năm 2023. Trong lần hội ngộ với khán giả, đạo diễn Võ Thanh Hòa khẳng định bộ phim mang thể loại hài hước, đấu trí trẻ trung với nhiều tình tiết bất ngờ và sẵn sàng tiếp cận đến nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Tham gia diễn xuất trong phim, hai diễn viên Anh Tú và Mạc Văn Khoa chia sẻ, bản thân khá tiếc nuối khi phim phải tạm chia tay khán giả vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, bởi đây là bộ phim mà cả hai được thể hiện rất nhiều những khía cạnh mới trong diễn xuất, lẫn hình ảnh. Trước việc bộ phim trở lại vào ngày 3 tháng 3 tới, Anh Tú hào hứng bày tỏ, chúng tôi đã có những buổi thảo luận, chúng tôi tin rằng việc lùi một bước chính là tiến xa hơn cho lần trở lại này với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để tiếp cận với mọi đối tượng người xem. Trong khi đó, Mạc Văn Khoa cho biết thêm, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ để con mình được ra mắt một cách trọn vẹn nhất, nên với lịch chiếu mới hy vọng sẽ được khán giả yêu thương và đón nhận bộ phim. Siêu lừa gặp siêu lầy xoay quanh những phi vụ của bộ tứ siêu lầy với Tú Lừa, Anh Tú, sở hữu khả năng quan sát nhạy bén. Khoa lầy, Mạc Văn Khoa, có máu liều không ai bằng, bé Mã Lai, Ngọc Phước, biến hóa khó lường. Cùng sở trường thả thính và chú Năm, trùng lùn, dễ dàng bẻ mọi loại xe để trợ giúp đồng đội đào thoát. Tất cả làm nên đội lừa đảo ăn ý và tạo nên những phi vụ không chỉ tinh vi mà còn lầy lội. Dàn nghệ sĩ khách mời xuất hiện trong phim có nhiều gương mặt quen thuộc như Đại Nghĩa, Lâm Vĩ Dạ, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên, Bắt Buộc Trần, Cửa Minh Đạt. Bên cạnh đó là sự xuất hiện bất ngờ của hai diễn viên trẻ ngoài Bắc là Duy Nam và Trung Ruồi.